Nguyên nhân vụ nổ kinh hoàng ở Kim Sơn, Ninh Bình. Theo nguồn tin của phóng viên, nguyên nhân xảy ra vụ nổ kinh hoàng khiến hai người chết ở xã Văn Hải, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình là do trong quá trình chế tạo, đóng gói pháo trái phép đi bán cho khách. Cụ thể, Nguyễn Văn Linh sinh năm 1996, trú tại khối 1 thị trấn Bình Minh, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, sau khi lên mạng học cách làm pháo, đã mua thuốc pháo về rồi thuê bà Mai Thị X sinh năm 1993 ở khối 1 thị trấn Bình Minh, huyện Kim Sơn và bà Lương Thị G sinh năm 1995, trú tại xóm An Hải xã Kim Mỹ, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, thực hiện lắp ngòi nổ, đóng gói thuốc pháo nổ, đơn hàng để linh bán cho khách. Đến 17 giờ ngày mùng 7 tháng 12, khi đang trong quá trình chế tạo, lắp ngòi nổ, đóng gói thuốc pháo nổ chuẩn bị đơn hàng, đã xảy ra vụ nổ lớn khiến hai người chết chính là hai nhân viên mà Nguyễn Văn Linh thuê. Hiện cơ quan chức năng đã tạm giữ Nguyễn Văn Linh sau khi Linh lên đầu thú và tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 7 tháng 12, tại xóm Tây Thổ xã Văn Hải, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình xảy ra một tiếng nổ lớn gây đổ sập căn nhà cấp 4. Theo nhân chứng, vào thời điểm trên người dân bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ ngôi nhà này, sau đó khói lửa từ căn nhà bốc ra, mái nhà đổ sập, đồ đạc bay tung tóe. Sau khi xảy ra sự việc, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Kim Sơn có mặt tại hiện trường để cứu nạn và dập lửa. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Cảm ơn bạn đã xem hết video trên kênh VN Tin Tức. Hãy like, chia sẻ và ấn đăng ký kênh để chúng mình có thêm động lực cập nhật nhanh nhất những tin tức nóng gửi tới các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin sau.